Chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì lúc trước mình có làm một video thì có bạn hỏi là cách để tạo cho những con cá mình nuôi nó dạng mình. Đây. Lúc trước lúc nãy mình có quay một cái video mà không có mình. Bây giờ là sau khi có mình thì như thế nào? Thì trong quá trình nuôi thì có nhiều bạn sẽ có những câu hỏi như thế. Thì đó những người mà chưa nuôi cá lâu á thì họ sẽ có rất nhiều câu hỏi cho mọi người có thể tham khảo. Đây, cá mình hiện tại thì cách làm thế nào để cho những chú cá mình nuôi á, nó không có nhát, tránh cái việc mà khi mình ra thì nó chạy đi hết. Một khi nó chạy đi hết thì chẳng có cái hứng thú gì mà nuôi cá cả, giống như nó cá mà sợ chủ á. Đây, thì cách nào làm cách nào thì đơn giản nhất là mọi người nuôi cá thì mọi người hãy dành thời gian chăm sóc những chú cá của mình. Đó, mọi người hãy dành thời gian chăm sóc và cho ăn vui vui chơi với nó. Đó, mọi người hãy dành thời gian. Thứ hai là hãy tạo cho những chú cá mình cái môi trường đó, là nó thật sự là nó an toàn. Cho những con cá mình nó cảm thấy nó an toàn, đó là trồng nhiều cây cối, nó tạo một cái không gian nó thiên nhiên á. Thì con cá mình nó cảm thấy tự nhiên nhất, là nó có nơi trú ẩn, có nơi ăn uống này kia thì nó sẽ dạng hơn là những các bạn nuôi chỉ là có cái hồ và nước và cá thôi. Như vậy thì những con cá của mình nó sẽ bị hoảng, tại vì nó cảm thấy là nó không sống trong một môi trường tự nhiên được thì chắc chắn nó sẽ không có ấy. Đặt để mình cho cá mình ăn một tí ha, cho các bạn xem. Đó, thì nếu như mọi người á mà nuôi cá thì mọi người để ý là khi mà chúng ta dành thời gian cho con cá của mình á thì nó sẽ tiếp xúc với con người quen á, thì nó sẽ dạng. Thì mọi người giống như mọi người sáng mọi người không tiếp xúc, chiều không tiếp xúc, tối không tiếp xúc gì cả thì sau một thời gian thì nó cũng sẽ nhát thôi. Lúc trước là mình có một thời gian một cái con cá mình rất là nhát, là vì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian là Tết, là sau khi mình về khoảng nửa tháng vô nước hồ cạn hết, cá không thể đâu, cá núp dưới đáy hết. Thế là mình bơm nước vô thì con cá nó cũng mất cảm giác rồi, giống như là nó thấy người là lâu lắm rồi nó không thấy người, nó sẽ bị sợ, nó sẽ hoảng. Đó. Thứ ba nữa là mọi người tạo cho con cá một cái nơi cho ăn á, là làm quen với nó, cho nó làm quen cái nơi đó. Sau khi mọi người tiếp xúc thời gian mọi người chỉ cho ăn chỗ đó thôi, thì sau khi chỉ cần mọi người ra thì nó tự động con cá nó sẽ bu lại chỗ đó, mà không phải bù vô khác, chỗ khác nó sẽ không bù, nó bù vô đó để nó chờ ăn thôi. Đó, thì mọi người khi cho ăn á, mọi người cũng làm những thao tác cho nó hình thành cái thói quen của nó, ví dụ như là búng tay hay là quậy nước là như thế gì đó, thì con cá mình nó sẽ hình thành thói quen. Sau ví dụ như là nó thấy người, nó nghe tiếng động đó thì nó sẽ chạy tới chỗ đó. Bất kể cái con gì cũng vậy, mọi người dành thời gian chăm sóc nó, mọi người chơi với nó thì nó sẽ dạng thôi. Đó, cá mình thì như thế đó. Cũng có một vài lý do nhỏ nhỏ hơn đó, là mọi người nên nuôi những con cá con kèm theo cá lớn. Thường thường mọi người mua những con cá lớn về thả vô nó chạy đi hết, đúp hết sạch luôn. Nhưng có những con cá con, cái con thì nó sẽ không, nó vô tư hơn, giống như là cuộc sống nó sẽ vô tư hơn nên nó sẽ thích những cái chỗ cho ăn này kia. Từ những con cá con đó, nó sẽ tạo cho những con cá lớn nó có cảm giác là dạng hơn, nó sẽ không sợ. Nếu mọi người nuôi cá lớn không á thì con cá nó sẽ lau dạng, nhưng có cá con ví dụ nè, cá con lúc nào nó cũng phải là người ở trên mặt nước đầu tiên đó, cá lớn nó sẽ thấy cá con ok thì cá lớn nó sẽ dạng theo. Thì cũng có một vài lý do như là mọi người hãy nuôi cá từ nhỏ tới lớn. Mọi người nuôi từ nhỏ tới lớn thì con cá nó sẽ dạng thôi. Mọi người mua ở ngoài tiệm về rồi đi đường xa cá mệt này kia về nó thấy là nó núp luôn, núp tịt luôn. Đó, cá mình mỗi lần cho ăn là nó bu lại như thế đó, nó không có nhát nha. Đôi lúc mình làm cái nó mất hồn cái nó chạy, nhưng mà yên tĩnh cái nó cũng quay lại thôi, nó quen tiếng động đó thì nó cũng quay lại thôi.
đó. Cá mình nó to, cá mình size rất là to, mà nước mình cho là tràn lên này, này. Đây là đụng nước rồi, có nghĩa là tràn khỏi mặt hồ luôn, nhưng cá kiếm là không nhảy, cá kiếm hoặc là những cá khác là không nhảy. Thật sự là có nhảy chứ không phải không nhảy, có nhảy là vì một vài lý do, ví dụ như là đôi lúc những con cá đó nó rượt nhau nó búng ra thì vô tình nó lọt ra, chứ con cá mà giống như là không bao giờ, các bạn nuôi cá kiếm thì mọi người biết là con cá mà lạ nước hay gì nữa sẽ nhảy liền cái này, hoặc là thứ nhất thứ hai đó là khi trời mưa nó hát vô lim 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 là con cá nó thành thói quen rồi, nó sẽ theo dòng nước là nó sẽ nhảy ra đó, còn không thì con cá mình sẽ không nhảy, giống như là cỡ tháng 2 tháng gì đó con hai con nó nhảy ra ngoài thôi chứ không có gì, rồi về có cái mới gì nó động nó mất hồn nó nhảy ra, chứ còn bình thường là nó nhảy. Tại vì sao? Vì môi trường của nó ở đây, cây cối này kia, cây cối ốc rêu này kia đó là đủ hết, thì nhảy làm gì, nhảy làm gì, trong khi là một môi trường sống như thế này thì nhảy làm gì chi cho tự tử đâu, đúng không? Nó đùa thôi chứ đó là cái thói quen của con cá thôi đó. Mọi người xem cá của mình đó. Nếu như mà mọi người xem video này thì thấy hay á thì mọi người có thể like like video hoặc là đăng ký theo dõi kênh của mình để ủng hộ mình. Còn những bạn nào mà có những câu hỏi nào mà khác mà thú vị thì mình sẽ xem xét về làm những cái video mà liên quan đến chủ đề mà các bạn hỏi. Cái con lúc nào nó cũng sẽ dạng nhất nha. Ok, vậy thôi mình kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người.